Chào tất cả các bạn, hôm nay Nguồn Máy lại tiếp tục giới thiệu các bạn một sản phẩm máy điện sinh học DDS. Và đây tôi đã bóc sẵn cái hộp ra rồi, thì tôi đã để tất cả phụ kiện ở trên cái bàn này rồi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua những cái phụ kiện đi theo của cái máy này. Thì đây có một, đây là cái đầu dò để đánh mỡ bụng này, để giảm béo. Cái này chuyên về để đánh mỡ bụng. Còn đây tiếp theo là một cái đầu dò. Cái dò này thì để thay cái tay của người kỹ thuật viên, có thể dùng trực tiếp cái này để làm ở trên lưng. Đấy. Và những điểm đau thì mình sẽ không phải dùng tay nữa, dùng cái này thì mình sẽ bôi gel lên và mình dùng bằng cái này thôi. Còn tiếp theo là một đầu nữa, đầu này thì để lưng cơ mặt, cái này để mát mát xa mặt và lưng cơ mặt và xóa lếp nhăn. Còn đây là cả hai cái dây nguồn điện để ra những cái tấm silicone này. Còn đây là một cái adapter chỉnh điện, tùy thuộc vào từng nguồn điện mà khách hàng người ta có thể chịu được từng nguồn điện. Còn đây là cái dây nguồn. Còn đây là một đôi dép. Và đây là một tấm tấm này để chữ đau lưng. Đau lưng mà để thư giãn. Tất cả những phụ kiện này đi theo một bộ máy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn qua cách sử dụng của cái máy này. Này, đầu tiên thì tôi sẽ ghim nguồn. Đây. Đằng sau này có một cái công tắc. Bật lên. Năng lượng này chỉ xoay nó mới chuyển được. Hai bên nó sẽ báo hai cái đồng hồ. Bên này thì là báo thời gian để một trong một liệu trình. Tối đa một liệu trình nó sẽ là 1 tiếng rưỡi. Còn nó sẽ phụ thuộc vào từng liệu trình của khách hàng. Bên này là cường độ của dòng điện. Đấy, nó sẽ từ 1 lên 99 và nó sẽ phụ thuộc vào từng dòng điện của bệnh nhân. Đây là tôi sẽ ấn qua cho các bạn thấy không? Đây. Từ 1 đây, nó sẽ lên đến 99. Đây bạn sẽ nhấn một cái chạy lên 99. Cao nhất thì nó sẽ là 99, còn trung bình mà một bệnh nhân mà sử dụng thì nó sẽ tầm 50. Đến hơn 50 hoặc là thấp hơn 50 một chút. Tùy theo cường độ của bệnh nhân. Còn bên này thì nó sẽ là thời gian một liệu trình. Tối đa sẽ là 1 tiếng rưỡi. Đấy, các bạn cứ nhấn vào đây là tự chạy. Bên này các bạn cứ nhấn vào đây là tự chạy. Bên này là tiến này. Bên này có thể ấn tối đa lên 99. À 90. À, 90 nó sẽ rơi vào 1 tiếng rưỡi. Còn bên này muốn giảm tùy liệu trình của khách hàng. Các bạn để 80 mà trong vòng 80 phút thì hết 80 sẽ tự tắt máy. Còn đây là nút khởi động máy. Khi các bạn sử dụng thì các bạn ấn vào đây thì các bạn nhìn đèn, cái đèn này nó nháy thì bắt đầu máy mà hoạt động. Sau đó tắt đi mà đèn nó im lặng thì nó sẽ không hề hoạt động. Còn đây sẽ là nút chọn chế độ. Nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chế độ. 9 chế độ thì nó có chế độ đấm này, chế độ bóp, xoa bóp, hoặc là nó có nhiều chế độ, massage. Còn khi mà làm cho bệnh nhân thì là mình sẽ để vào chế độ E này. Chế độ E là chế độ thông dụng nhất để làm cho bệnh nhân. Mình sẽ massage bằng tay, dùng bằng tay và dùng đầu dò. Chứ còn các bạn để chế độ A hay này, B, C, D này thì là chế độ tự động, tự đấm, tự bóp. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn qua cái cách sử dụng của những cái đầu dò này. Đây nhé, nó sẽ qua hai cái dây tiếp điện này. Đây, nó sẽ có một chiều cắm được vào thôi, một chiều không cắm được. Bây
sẽ dùng hai cái dây này thì mình sẽ dùng bốn cái tấm silicone này. Đây, mình sẽ gắn hai cái dây đỏ này vào hai tấm này. Các bạn lưu ý nhé, hai tấm đỏ này sẽ để dưới chân của mình. Và mình sẽ dẫm hai cái gót chân vào hai tấm đỏ này. Đây. Dẫm như này. Và tiếp là bên này. Bên dây đen này. Các bạn cũng sẽ ghim vào đây. Ghim vào, nó có sẵn một chiều ghim. Và mình sẽ cắm hai tấm silicone này vào. Hai cái tấm silicone này sẽ gài trực tiếp lên hông của bệnh nhân. Và kỹ thuật viên thì sẽ dậm lên hai cái tấm silicone để dưới đất này, để dưới này. Mình dậm vào đây. Và điện nó sẽ truyền qua người mình và mình sẽ làm cho khách hàng. Còn đây hai cái tấm này thì sẽ dán trực tiếp vào hông của bệnh nhân. Đấy đấy là cái tấm silicone. Còn các bạn muốn chuyển sang đầu giò ấy thì bạn rút cái này ra. Rút cái này ra. Đây là cái tấm silicone. Còn mình muốn chuyển sang cái mắt, cái đánh mỡ bụng này thì mình sẽ đây mình sẽ cắm phải qua một cái chuyển đột nguồn điện này. Đây là sẽ đây là cái nút mà chỉnh dòng điện tùy theo từng khách hàng ta có thể chịu được đến dòng điện bao nhiêu. Đây, cái này mình sẽ cắm vào nguồn điện này. Và một đầu này sẽ cắm ở đây. Và cái đầu của cái này, một đầu thừa này thì mình sẽ ghim ở đây. Đấy. Cái này thì mình sẽ lấy hai tấm này mình hẳn gài vào hông của bệnh nhân. Và bắt đầu mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ massage trên bụng của bệnh nhân. Đấy. Bụng để giảm mỡ bụng này. Massage bụng này, tan mỡ bụng là mình dùng cái này. Và hai cái này hẳn dán vào hông bệnh nhân. Đấy. Cái này bạn lưu ý là phải cắm điện trực tiếp vào 20 này. Và chỉnh nguồn điện. Chỉnh nguồn điện từ cái này nhé. Chỉnh cái này thì phụ thuộc vào xem dòng điện của bệnh nhân chịu được với bao nhiêu thì mình tăng lên. Đấy. Tăng to nhỏ là dùng cái này. Đấy, cái này thì là để đánh tan mỡ bụng, massage bụng này. Đấy. Mình đây. Tất cả những đầu giò kia đó đều cách sử dụng đều như nhau. Nó giống cái đầu giò mà mình dùng vào để đánh tan mỡ bụng này. Mình lại rút ra. Nếu muốn thay mà bằng tấm bằng massage bằng tay ấy, thì mình sẽ dùng một cái này. Thì cái này thì mình sẽ bôi cái gel bôi trơn lên và mình massage bằng cái này luôn thì sẽ đỡ phải sử dụng bằng tay mình nữa. Đây, cũng như thế, cũng ba cái thì nó đều giống nhau hết. Đây, đầu giò nó khác nhau thôi. Mình sẽ bấm vào đây và mình massage. Đây, đầu này hắn cắm vào đây. Hắn ghim trực tiếp vào cái máy này. Đầu này hắn cắm vào đây. Ba cái đầu này các bạn lưu ý nhé. Ba cái đầu to nhỏ này. Cái lưng cơ mặt hay là cái tan mỡ bụng hay là dùng cái này để massage lưng đều giống nhau. Đều cách thức sử dụng ghim vào lỗ này đều giống nhau hết. Các bạn bôi gel vào thôi, xong rồi massage lưng của bệnh nhân thôi. Ở đây thì mình không có bệnh nhân nên là mình gọi là tả sơ qua thôi. Còn đây thì các dép cũng thế. Cái dép này thì cũng cắm nguồn vào đây. Mình sẽ dùng bằng cái điện này, ghim bằng cái điện của cái tấm silicone. Tấm silicone này. Đấy, mình rút ra. Đấy, thay vào đây. Đấy, thay vào đây. Đấy, mình sẽ cắm vào đây. Đây là sử dụng bằng dép. Cái dép này sẽ cho bệnh nhân đi trực tiếp cái dép này. Cắm vào đây. Đây là để cái dép này để thông kinh mạch. Đây là hai cái chân của bệnh nhân sẽ đi vào đây và hai cái tấm này thì sẽ để vào tay của bệnh nhân. Đây, lúc đấy mình sẽ không dùng cái đầu giò nữa, cái đầu giò mình sẽ bỏ ra. Đây, đầu giò bỏ ra thì mình sẽ đứng vào đây. Hai cái tấm này mình sẽ đứng vào chân mình. Đây, mình sẽ để chân mình hơi to thì để
Đây, đi vào đây. Và hai cái cược này sẽ mình sẽ cầm vào tay như này. Này. Đây. Mình sẽ cầm như này để thông kinh kinh mạch. Đấy. Cái máy này thì nó rất là nhiều công dụng. Đây còn một cái nữa là cái tấm để chải lưng này cũng thế. Lúc đấy thì mình sẽ rút tất cả ra nhé, rút hai tiếng miếng silicone này và hai cái dép này ra. Và mình cắm tất cả bốn lỗ, đây có bốn lỗ. Đây, bốn góc. Bốn góc sẽ có bốn cái lỗ. Và mình giải ra mình nằm lưng để thư giãn. Rồi. Đấy thì bên công ty mình chuyên về máy máy điện sinh học. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu ấy mà tìm hiểu hay là mua thì có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline ở trên video hoặc là vào trực tiếp website nguồnmay.com để được tham khảo. Vâng, chào các bác nhé.